trong quá trình thực hành tâm linh. Có khi mình cảm thấy gần gũi với chủ, với nhóm, với những người mà mình thực hành. Nhưng mà có khi mình cảm thấy ngược lại, cảm thấy xa lạ, cảm thấy không có gần gũi. Thì cái điều đó nó xảy ra rất là thường. Nó giống như một cái đợt sóng vậy đó, lúc lên lúc xuống, lúc gần lúc xa. Mình cần có một cái người mà mình cảm thấy có sự tin cậy. Để lúc mình không cảm thấy như vậy nữa là mình biết mình đang có những cái biểu hiện của bóng tối tâm hồn trong mình. Người đó có thể là chủ, có thể là nhóm, có thể là một người nào đó mà mình tin cậy. Và mình thường xuyên nhận ra mình như thế nào với cái người đó, với cái người mình tin cậy, để mình biết là mình đang ở chỗ nào. Thì cái giai đoạn này đó, trong cái sự phát triển tâm linh của nhân loại, thì giai đoạn này đó, lên và xuống, cao và thấp, sáng và tối rất là thường, thường lắm, có thể xảy ra trong ngày, trong tuần, ngày này có ngày khác, là nó lúc sáng lúc tối, lúc sáng lúc tối, lúc gần gũi lúc xa lạ. Thì cái đó là một cái thực hành rất là tốt, rất là hay, mình nhận ra lúc mình cảm thấy gần gũi thì mình không có câu chuyện gì cả, không có vấn đề gì cả với người đó. Cái lúc mà mình xa đó, xa lạ đó, thì mình thấy là những câu chuyện trong đầu mình nó ồn lắm, nó rất là ồn, nói rất là lớn tiếng, và mình tin vào những câu chuyện đó. Lúc mà mình cảm thấy xa lạ, ngăn cách, không có gần gũi nữa. Cái cảm giác xa lạ đó nó có thể rất là đáng sợ, làm cho mình chơi vơi lạc lõng, mất phương hướng. Nhưng mà đó là một quá trình bình thường ở trong con đường thực hành của mình, tâm linh. Trước đây có thể là cái giai đoạn tối đó nó có thể là cách nhau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm. Nhưng mà giai đoạn này đó nó nhanh lắm, trong ngày lúc sáng lúc tối, lúc sáng lúc tối, trong tuần ngày này sáng ngày kia tối, liên tục như vậy. Thì cái điều chú nói là để nhận ra đó, cái đó bây giờ nó là phổ biến bình thường, mình biết như vậy đó, chỉ cần biết lúc này mình đang tối thôi, mình thấy cảm thấy xa lạ, cảm thấy ngăn cách. Thì trong cái phạm vi của nhóm thì là cảm thấy ngăn cách với chủ, với nhóm, với những bạn khác. Có thể trong gia đình mình cảm thấy ngăn cách với chồng, với vợ, với cha, với mẹ, với người thân của mình. Thì chỉ cần nhận biết thôi, à nó đang như vậy. Mình không sợ, không sợ cái trạng thái đó, chỉ biết là đủ. Lúc mà mình đang ngăn cách thì mình tin vào những câu chuyện. Mà cái tác dụng của những câu chuyện đó đó, nó làm cho mình tách ra, rời nhóm. Có khi như vậy.
Ví dụ như bây giờ chú không có để cho mình, ví dụ đó, những cái lúc mà xa lạ, chú để thì Hà hay là Khánh Hà hay là gì gì đó, ai đó. Chú có công bằng này. Có những câu chuyện như vậy. Nếu mình luôn đi tìm một cái sự công nhận ở bên ngoài, tức là trong trong mình nó có cái vết thương về cái chuyện là không có được công nhận, không có được yêu thương lúc còn bé, thành ra mình tìm sự công nhận ở bên ngoài, tức là ở người sếp của mình, họ sẽ làm trong nhóm thì tìm sự công nhận của chủ của nhóm. Thì mình hiểu như vậy đó để mình biết là à, mình cũng chưa hành lại cái gì đó, mình về mình ha, nhắc tên của mình ví dụ vậy đó. Thì chỉ cần nhận biết à, đây là cái vấn đề mà mình cần thực hành. Rồi, bây giờ chú mở diễn đàn để cho mọi người cập nhật, đặt câu hỏi, chia sẻ.